vì sao trong lúc này Tô Chủ tịch phải cảnh giác Thủ tướng Phạm Minh Chính hơn bao giờ hết. Sự ra đi của ông Trọng, người vốn đóng vai trò trung tâm đoàn kết trong đảng, sẽ dẫn việc chuyển giao quyền lực cho Tô Lâm không suôn sẻ như mong muốn. Chủ tịch Tô Lâm là một nhân vật được đánh giá là quyền lực nhất hiện nay và cũng có rất nhiều kẻ thù trong ban lãnh đạo cấp cao. Liệu những người từng là nạn nhân của Tô Lâm và Tổng Trọng có tập hợp để hình thành một liên minh nhằm tính sổ với Tô Lâm một cách sòng phẳng hay không? Trong cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư tại Đại hội lần thứ 14, Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị tạm quyền lãnh đạo Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư thì rõ ràng đang chiếm lợi thế hơn hẳn. Tuy nhiên, việc Bộ Chính trị giới hạn theo trách nhiệm quyền hạn lại trở thành những ràng buộc đối với ông Tô Lâm khi còn không còn sự hậu thuẫn quyền lực của Tổng Trọng. Theo giới phân tích, trong thời điểm hiện nay, sự cạnh tranh quyền lực trong nội bộ của Đảng sẽ gia tăng mạnh mẽ. Đồng thời, Chủ tịch Tô Lâm cũng đang phải đối mặt với sự phản đối trong nội bộ. Điều đó đã có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng kế nhiệm. Hiện nay, hai ứng viên là ông Tô Lâm và Phạm Minh Chính có nhiều điểm tương đồng. Cả hai đều là lãnh đạo từ ngành công an đi lên và cùng có hai nhiệm kỳ là ủy viên Bộ Chính trị. Thủ tướng Phạm Minh Chính là một nhân vật thân Bắc Kinh, được cho là sẽ được Trung Quốc lựa chọn và ủng hộ để trở thành người thay thế cho Tổng Trọng. Theo giới thạo tin, Thủ tướng Phạm Minh Chính không thể đối đầu với Tô Chủ tịch về mặt quyền lực, bởi Tô Lâm có thế mạnh rất lớn trong khả năng tiếp cận thông tin tình báo và thông tin nhạy cảm là hồ sơ đen của các quan chức trong bộ máy của Đảng và Nhà nước tại Việt Nam. Ngay cả những cán bộ cấp cao nhất cũng bị vào hồ sơ này. Hơn ai hết, ông Chính hiểu rõ những tì vết của mình trong quá khứ. Những bê bối liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC, người đã từng gây ra cho Thủ tướng Chính không ít phiền toái. Theo một số nhận xét, đó là lý do trong thời gian gần đây, ông Chính được cho là đã liên tiếp có các quyết định ủng hộ không giới hạn đối với Chủ tịch Tô Lâm và Bộ Công an, tới mức khiến công luận phải nghi ngờ. Thủ tướng làm như vậy để lấy lòng Tô Lâm nhằm khẳng định tính bền vững của liên minh hời hợt giữa hai bên hay sao? Ngược lại, sau lưng của ông Tô Lâm, Thủ tướng đã có hành động, động thái vè vãn dưới chức tướng lĩnh quân đội để tranh thủ sự ủng hộ của lực lượng chính trị đầy tiềm năng và quan trọng này. Ông Phạm Minh Chính được đánh giá là một chính khách có nhiều mưu mô xảo quyệt, là một con tắc kẻ hoa liên tục đổi màu. Nếu ông Tô Lâm không cảnh giác thì có thể trở thành một nạn nhân của Thủ tướng bất cứ khi nào. Theo một số nhận định, trước Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa 13, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được cho là đã tìm mọi cách để sử dụng con bài Nhàn IC với mưu đồ hất ông Chính ra khỏi ghế Thủ tướng. Và để đối phó, Thủ tướng Phạm Minh Chính được cho là đã sử dụng hồ sơ các sai phạm của ông Trọng cách đây hơn 20 năm. Thời ông Trọng còn làm Bí thư Thành ủy Hà Nội, đây là một vết chàm lớn nhất của ông Trọng liên quan đến sai phạm làm thất thoát đến 3.000 tỷ đồng trong dự án khu đô thị Nam Thăng Long, Hà Nội. Cũng theo một đánh giá, đây là một đòn kết liễu chết người của Thủ tướng Chính với Tổng Trọng, mà Chủ tịch nước Tô Lâm cần phải coi đó là một bài học cảnh giác cho mình trong hoàn cảnh rối ren như hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao trong lúc này Tô Lâm phải cảnh giác Thủ tướng hơn bao giờ hết? Vì sao việc tiến đến chiếc ghế Tổng Bí thư của Tô Lâm không thuận buồm xuôi gió? Sau khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam qua đời vào ngày 20 tháng 7, truyền thông nhà nước Việt Nam đã đăng tải thông cáo đặc biệt về lễ quốc tang dành cho ông Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ là trưởng ban lễ tang, tuy nhiên sẽ không có nhân vật đảm nhiệm cấp phó, dù trong danh sách ban lễ tang có đầy đủ hầu hết quan chức lãnh đạo hàng đầu. Đây là dấu hiệu đáng lo ngại. Điều đó cho thấy sự đơn độc của ông Tô Lâm trên cương vị tạm quyền Tổng Bí thư theo sự phân công của Bộ Chính trị vào thời điểm sau khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng qua đời và chấm dứt ảnh hưởng chính trị đối với lãnh đạo của Đảng hiện nay. Đáng chú ý, chỉ đến khi ông Trọng qua đời thì mối quan hệ của Tổng Trọng với cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng như các phe cánh khác trong Đảng mới được bật mí. Công luận đã té ngửa người khi biết rằng ông Trọng cũng áp dụng kế sách cai trị của người phương Bắc khi cố tình tạo ra một tình thế quần ngư tranh thực, để ông trên cương vị tọa sơn quan hổ đấu, ngư ông đắc lợi, dễ bề làm chủ quyền lực. Trong khi ông Trọng một mặt không giấu giếm sự ủng hộ đối với hai phe Nghệ An và Hà Tĩnh, vốn là bệ đỡ quyền lực của ông lâu nay, đồng thời ông lại xúi giục Tô Lâm và Bộ Công an tấn công phe Nghệ Tĩnh để tạo ra mâu thuẫn trầm trọng giữa các bên với nhau. Sự mất đoàn kết và sự hình thành các phe cánh trong Đảng
mang tính vùng miền là một trong những đặc thù của chính trị Việt Nam trong gần hết ba nhiệm kỳ của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đây là chính sách chia để trị hết sức thâm hiểm, đã gây ra tình trạng mất đoàn kết, nghi kỵ lẫn nhau trong đảng kéo dài, và Tổng Trọng là kẻ được hưởng lợi nhiều nhất. Điều vừa kể trên cho thấy cái gọi là sức mạnh vô đối của ông Tô Lâm lâu nay về thực chất chỉ là thứ sức mạnh của tầm gửi ăn theo sức mạnh của ông Tổng Trọng. Quyền lực của Tô Lâm và Bộ Công an có khả năng lung lay trước khi có tin ông Trọng có vấn đề sức khỏe. Điều này thể hiện trong thông báo của Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn quân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý nhà nước. Điều đó cho thấy sự tính chất vô cùng nghiêm trọng của việc chuyển giao quyền lực trong Đảng. Hơn nữa, quyết định của Bộ Chính trị chỉ cho Chủ tịch nước Tô Lâm nắm quyền tạm thời theo sự phân công và thực hiện theo khuôn khổ các quy định của Bộ Chính trị. Nghĩa là Chủ tịch Tô Lâm không được phép tự tung tự tác như thời Tổng Trọng còn sống. Hiện nay, dưới tướng lĩnh quân đội và phe Nghệ Tĩnh đã thể hiện lập trường rõ ràng khó có thể chấp nhận để Tô Lâm leo lên chiếc ghế Tổng Bí thư. Dẫu rằng điều này khó có thể đảo ngược được. Từ nay tới Hội nghị Trung ương lần thứ 10, Bộ Chính trị sẽ triệu tập Hội nghị Trung ương bất thường hay thường niên để thông qua nghị quyết cử ông Tô Lâm chính thức làm Tổng Bí thư tạm thời cho đến Đại hội Đảng lần thứ 14 vào năm 2026. Vấn đề mấu chốt là liệu đa số các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam có ủng hộ ông Tô Lâm ngồi ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng 14 hay không. Bài học tại Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa 11, Ban chấp hành Trung ương Đảng với số phiếu tỷ lệ cao áp đảo đã bác bỏ đề nghị kỷ luật với Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng. Điều đó đã khiến ông Trọng phải bất lực. Đây là bài học nhãn tiền cho ông Tô Lâm và phe cánh Hưng Yên của ông. Con đường tiến lên chiếc ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng 14 của ông Tô Lâm sẽ không thuận buồm xuôi gió, thậm chí cũng là rất khó khăn, trong khi nguyên tắc nghị quyết phải tuân theo kết quả bỏ phiếu của đa số tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ban chấp hành Trung ương Đảng. Nếu không, việc đấu đá nội bộ sẽ tiếp tục gay gắt giống như những tháng trước đây và kéo dài tới đại hội lần thứ 14. Quan trọng hơn, đây là cuộc đấu không trọng tài, nghĩa là cuộc đấu mật một mất một còn giữa hai phe trong một tổ chức đảng như rắn đang mất đầu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao việc tiến đến chiếc ghế Tổng Bí thư của Tô Lâm không thuận buồm xuôi gió? Vì sao hậu Tổng Trọng sẽ là giai đoạn chính trường Việt Nam xung đột dữ dội? Trong thông báo của Bộ Chính trị vào ngày 18 tháng 7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ không còn điều hành các hoạt động của Đảng, mà thay vào đó là Chủ tịch nước Tô Lâm. Tuy nhiên, theo giới quan sát, trong thông báo, Đảng đã kêu gọi toàn dân, toàn quân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của nhà nước. Đây là một nội dung cho thấy sự ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng từ việc ông Nguyễn Phú Trọng đột ngột qua đời và việc chuyển giao quyền lực trong Đảng sẽ hoàn toàn không suôn sẻ. Chỉ sau khi ông Trọng qua đời thì mối quan hệ được cho là mật thiết giữa Tổng Bí thư và cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm mới chính thức được tiết lộ. Theo giới thạo tin, trước khi hôn mê sâu vào chiều ngày 17 tháng 7, Tổng Trọng đã chọn ông Tô Lâm là người điều hành Đảng thay cho ông, và sau đó Bộ Chính trị đã thống nhất. Với lý do ông Trọng tin tưởng ông Tô Lâm vì ông Tô Lâm đã đóng vai trò quan trọng trong công cuộc đốt lò, và ông Trọng tin tưởng ông Tô Lâm sẽ duy trì tiếp tục công cuộc chống tham nhũng, một di sản của ông Trọng để lại. Qua đó cho thấy chủ trương biến Việt Nam trở thành một nhà nước công an trị là chủ trương của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mà Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chỉ là người thực hiện. Đó là lý do tại sao chủ trương đưa lực lượng thanh kiếm và lá chắn, truyền hình lực lượng con đảng con mình của ông Trọng, được Bộ trưởng Bộ Tô Lâm thực hiện triệt để với mục tiêu bành trướng sức mạnh của Bộ Công an ra khắp nơi tại Việt Nam. Bộ Công an đòi hỏi hay yêu cầu bất kỳ vấn đề gì đều được Tổng Bí thư ủng hộ tuyệt đối. Và chỉ trong vòng có hơn 8 năm sau đại hội lần thứ 12, Bộ Công an đã trở thành một bộ siêu quyền lực. Bộ trưởng Tô Lâm trở thành một nhân vật có quyền lực vô đối như đã thấy. Một câu hỏi đặt ra là ai sẽ lên thay thế và giữ chức vụ người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi ông Trọng qua đời. Theo giới phân tích quốc tế, sau khi ông Trọng chết đi, lập tức sẽ xuất hiện một khoảng trống quyền lực, và lập tức điều này sẽ dẫn đến những tranh chấp, đấu đá quyết liệt trong nội bộ của Đảng để tranh giành chiếc ghế Tổng Bí thư. Trên thực tế, theo quyết định của Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ nắm quyền tạm thời theo sự phân công và thực hiện trong khuôn khổ của các quy định của Bộ Chính trị. Như vậy, trên lý thuyết, Chủ tịch Tô Lâm vẫn không được phép tự tung tự tác như thời Tổng Trọng đang còn sống. Dẫu rằng ông Tô Lâm đang có lợi thế trên cương vị lãnh đạo cao nhất,
nên mới có thể cài một số tay chân được vào các vị trí then chốt của Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, với đánh giá chung, ông Tô Lâm không đủ tư cách đạo đức và phẩm chất để giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các phe khai khác trong Đảng, cụ thể là giới tướng lĩnh quân đội và phe Nghệ Tĩnh, có chịu chấp nhận để một ông tướng công an leo lên ghế tổng bí thư hay không? Đây là một diễn biến chưa từng có tiền lệ. Thực tế cho thấy ông Tô Lâm đã không nhận được sự ủng hộ của đa số lãnh đạo cấp cao trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư cũng như Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đây là một nhược điểm đã và đang được ông Thủ tướng Phạm Minh Chính triệt để khai thác thông qua mối quan hệ tốt với các tướng lĩnh quân đội. Theo quy định của Đảng, từ nay tới trước Hội nghị Trung ương 10 là tháng 10 năm 2024, Bộ Chính trị sẽ phải triệu tập Hội nghị Trung ương bất thường hay thường niên để bầu Tổng Bí thư mới hoặc phê chuẩn nghị quyết cử ông Tô Lâm làm Tổng Bí thư tạm thời cho đến Đại hội Đảng lần thứ 14 vào năm 2026. Ba lãnh đạo cao nhất hiện nay là Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thường trực Ban Bí thư Lương Cường sẽ là những lựa chọn chính trong Hội nghị 10 khi tiến hành bầu Tổng Bí thư mới. Tuy nhiên, vấn đề quan trọng nhất vẫn là liệu đa số các đại biểu cấp cao của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư có ủng hộ Tô Lâm hay không. Nếu không, việc đấu đá của nội bộ sẽ tiếp tục gay gắt, thậm chí còn gay gắt hơn trước đây và kéo dài cho đến năm 2026, năm diễn ra Đại hội lần thứ 14. Cũng xin nhắc lại, khác với các giới chức lãnh đạo thuộc khối dân sự, các tướng lĩnh quân đội Bộ Quốc phòng là bất khả xâm phạm. Quân đội có ưu thế đặc thù, có hệ thống tư pháp riêng, cho nên quyền lực của Tô Lâm và Bộ Công an không có thẩm quyền can thiệp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Vì sao Hậu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chết đi sẽ giai đoạn chính trường Việt Nam xung đột dữ dội. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.